Món canh bài thuốc tăng cường sức khỏe người bệnh gan. Canh thịt gà cần tây, ngũ vị tử 10g, thịt gà 200g, cần tây 200g, nấm 30g, dầu ăn 80ml, tỏi 10g, gừng 5g, hành 5g, muối 5g. Chế biến: ngũ vị tử rửa sạch, loại bỏ tạp chất. Thịt gà rửa sạch chặt miếng vuông 4cm, cần tây rửa sạch, thái khúc 4cm, nấm rửa sạch, cắt bỏ chân, xé nhỏ, gừng thái lát, tỏi đập dập, hành cắt ngắn. Bắc nồi lên bếp, cho dầu vào đun nóng, phi gừng, hành, tỏi với dầu cho thật thơm, rồi đổ thịt gà vào đảo lên. Sau đó, cho cần tây, nấm, ngũ vị tử, muối và 250ml nước vào đun nhỏ lửa, khoảng 35 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần 50g thịt gà, cần tây và nấm ăn tùy thích. Món này có tác dụng an thần, bổ khí huyết, dùng cho người sơ cứng gan kèm theo thần kinh suy nhược. Ngũ vị tử vị chua, cay, tính ấm, có tác dụng bổ thận, dưỡng tâm, dưỡng gan, cải thiện tuần hoàn não, ức chế sự sinh trưởng của tế bào ung thư. Thịt gà vị ngọt, tính ấm, là món ăn rất bổ dưỡng. Thịt gà có hàm lượng protein gấp 1,5 lần thịt bò, 2,5 lần thịt lợn. Nó có tác dụng bồi bổ cơ thể bị suy kiệt do ung thư. An Thảo đường nâng niu từng vị thuốc, hãy không ngừng chia sẻ bài viết cho nhiều người biết đến. Đó là sự ủng hộ quý giá của quý vị đối với An Thảo đường.